Man City đang có phong độ cực kỳ cao khi đàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã có tới 4 trận thắng liên tiếp, ghi tới 15 bàn trên 4 trận gần đây, đặc biệt là trận thắng đè bẹp Chelsea với tỷ số áp đảo là 6-0. Với đẳng cấp sức mạnh của mình, chắc chắn cuộc hành quân tới sân Vetis Arena sẽ khiến các cổ động viên của Schalke đứng ngồi không yên. Bên kia chiến tuyến, Schalke đang phải trải qua những ngày không mấy vui vẻ cho lắm. Trong hai trận gần đây, Schalke đã để thua Bayern và cầm hòa Freiburg. Với phong độ và tình hình hiện tại, chắc chắn cuộc tiếp đón ông lớn Man City tại vòng 1/8 Champions League sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Tedesco. Trong lần chạm trán trước đây tại Europa League năm 2008, Man City đã giành chiến thắng 2-0 trước Schalke trên sân Vetis Arena. Với đẳng cấp chênh lệch, phong độ cực cao, rõ ràng Pep Guardiola và các học trò của mình có thể nghĩ tới một chiến thắng trên sân Vetis Arena. Đó là lý do nhà cái V9bet sẽ đưa ra tỷ lệ kèo là Man City chấp 1 trái 3/4.